Cô thiết kế cô bên này mặc quần sọt đi hẹn hò. Ghét quá. Anh ơi lỡ hôm nay em đi mặc quần sọt thì sao anh? Ờ đó, ví dụ dạ, vậy đó. Nếu mà lần đầu thì không sao đâu, tại vì coi như lần đầu cũng như lần cuối, không như chưa biết. Trời ơi, cái gì? Anh là bảo thủ dữ vậy? Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào tất cả các bạn đang trong trường quay cũng như các bạn đang xem đài. Em tên là gì? Dạ em tên là Thanh Tuyền, năm nay em 27 tuổi. À, hiện em là nhân viên BG của siêu thị. À, hơi rung phải không? Dạ. Không có sao. Rung nhưng mà nói rất là chững chạc rõ ràng ha. Rồi, mình nghe bạn Nam giới thiệu coi bạn Nam bao nhiêu tuổi, làm gì nè. Xin chào quý khán giả đang xem chương trình ạ. Chào Quyền Linh. Dạ, chào chị Cát Tường ạ. Ừ. Em tên là Trương Đình Duy. Năm nay em 28 tuổi, sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Làm gì em? Dạ em làm công nhân ạ. Công nhân, cụ thể làm gì? Em sản xuất phụ liệu may thôi ạ. À, nãy chị chưa hỏi Tuyền là Tuyền ở đâu? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Chà, rồi ở xa mình yêu đương hẹn hò ở xa, bạn có ngại không? Dạ. Em không ngại. Dạ, thưa chị đi có xa chăng nữa thì em vẫn đi tới nơi ạ. Em nói em làm ở trong siêu thị là làm sao? Dạ, em bán hàng trong siêu thị á chị. Rồi mình làm theo ca hay là mình làm cả ngày, mình làm bao lâu? Có nghỉ dạ, được em, ngày nào? Em làm từ 1 giờ trưa đến 9 giờ tối chị. Ngày nào cũng làm hết? Một tháng em được nghỉ 2 ngày. Mình đã có mối tình nào chưa? Mối tình chính thức thì chưa có chị. Mối tình giống như là trẻ con thì có chút chút. Tình đơn phương hay là gì đó. Tình nhưng đơn mà... phương nữa hả? Ví dụ như người ta thích em mà em không có thích người ta. Hoặc là em thích người ta không có thích em. Nhưng em có hiểu lý do tại sao mình không có một người bạn trai không? Em nghĩ là mình nói hơi nhiều, nhiều khi người ta cũng không có thích. Với lại nhìn bề ngoài của em á thì em tròn với em đen, có lẽ là không có thu hút được bạn trai. Bạn trai có thích người con gái hơi có da có thịt một chút không? Dạ nói chung là mẫu của em thì không có kén chọn hay bất cứ một cái gì cả. Ừ. Như mẫu của em chỉ là đồng cảm là được rồi chị. Bạn dạ. Có mối tình nào chưa? Dạ chỉ có một. Bao nhiêu năm? Dạ kéo dài tới 4 năm 6 tháng. Cái hàm số ấn tượng nha. Có thể nói cụ thể bởi dạ, vì nói chung về kinh tế gia đình. À, tức dạ. Là kinh tế. Cái bây giờ là bạn đã chuẩn bị cho cái việc mình lập gia đình chưa? Dạ em đã sẵn sàng từ cách đây 2 năm rồi anh. Là sau khi chia tay mối tình đó là mình rút kinh nghiệm mình sẵn sàng luôn hả? Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị được gì rồi nè? Em có tích góp được một số vốn, cũng có một cái khu nho nhỏ nằm ở trên Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Rồi như vậy cũng ổn định rồi ha. Dạ. Bạn nữ mình nghĩ là bao nhiêu lâu mình sẽ kết hôn được? Dạ nếu được thì khoảng 1 hay 2 năm mà. 1 hay 2 năm. Dạ. Bạn có ưu điểm gì không? Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, biết lắng nghe, biết quan tâm mọi người. Bạn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? À, mẫu của em là giống như anh Quyền Linh vậy đó. Vừa giỏi giang trong công việc, rồi giúp vợ đảm đang việc nhà. Tại em hay coi chương trình của anh Quyền Linh nấu ăn á. Trời ơi, anh đem tên chương trình TV anh vậy thôi, chứ về nhà vợ anh làm không hả? Anh có làm em thấy là có một người như vậy để cùng nhau mà chia sẻ chị. Bạn trai có chịu có phụ bạn gái làm việc nhà đồ đỡ đần công việc không vậy? Dạ, quan điểm của em thì nhất mẹ xong rồi mới tới vợ. Ừ. Đúng rồi, ai cũng vậy thôi. Dạ. Mẹ là số 1, ba mẹ là số 1. Hiện giờ mình đang sống với mẹ hả? Dạ, hiện giờ em đang sống với mẹ. Thì phải về làm dâu hả bạn? Em tôn trọng ý kiến của bạn em chứ em không theo nhất thiết phải là theo ý của em. Nhưng bạn có chịu lên thành phố ở không? Dạ, nếu lấy nhau. Em sẵn sàng em chuyển này ở. Ồ, vậy thì cũng dễ mà. Anh hồi nãy anh nói mẹ là nhất mà anh lên thành phố ở vậy anh bỏ mẹ trai anh. Không, không, không. Có nghĩa là mẹ đi theo luôn chứ không phải là bỏ mẹ ở lại. À. Gia đình anh đông anh em không ạ? À, hiện tại thì mình còn một đứa em trai và cũng đang đi làm. Gia đình em cũng có 2 chị em, em cũng có 1 em trai đang đi làm. Dạ. Em cũng sống chung với mẹ. Rồi. À, nếu bây giờ ngược lại bạn phải về với Biên Hòa sống thì bạn có chịu không? Dạ chịu, tại vì mình lấy chồng thì mình phải theo chồng. Cặp này được ha, tốt. Rồi, cái mẫu người của em muốn như thế nào? Em không có một cái tiêu chí về mẫu bạn gái của mình như thế nào. Chỉ đồng cảm thôi đúng không? Dạ, có 2 cái lý do là em tối kỵ. Ừ. Thứ nhất là đừng mặc quần sọt quá ngắn. Em thấy hai mấy cái mẫu bạn mà mặc quần sọt nó ngắn á. Ừ. Là cái đó em hầu như là em bị dị ứng. Yên tâm đi. Sao anh vậy? Dạ, cho mặc chị đẹp thôi, cũng si tin, dạ, cũng khỏe. Tôi chỉ mặc là quần là ngắn sát dạ, luôn á. Không, đầm thì được. Quần sọt có làm sao đâu, quần trẻ trung năng động. Quần sọt rin đồ này kia bình thường, bụi đẹp mà. Dạ, không, em thấy nó sao sao á chị. Trời đất ơi. Điều gì nữa rồi, không thích gì nữa? Dạ, sơn móng tay móng chân. Sơn móng tay móng chân đẹp chứ mắc gì không cho sơn. Dạ, nói... Đưa tay ra coi, ta đẹp mà. Ủa làm gì con trai để cái móng tay về ngoặt mình thấy ghê vậy? Dạ không, cái con đường của em nó còn móng tay. Làm gì? Dạ, mình nó... Tháo chỉ. Tháo chỉ, tháo phụ kiện thôi. Cô thiết kế cô bên này mặc quần sọt đi hẹn hò. Ghét quá. Anh ơi, lỡ rồi. Hôm nay em đi em mặc quần sọt thì sao anh? Ờ đó, thí dụ dạ, gì đó. Nó, nếu mà lần đầu thì không sao đâu. Tại vì coi như lần đầu cũng như lần cuối, không như chưa biết. Trời ơi, cái gì? Anh là bảo thủ dữ vậy?
Anh nói gì vậy là chắc anh ở nhà anh là người có tính gia trưởng lắm phải không? Không, không, anh không gia trưởng. Tại vì không phải là gia trưởng đâu. Nếu em cảm thấy đẹp thì em cứ mặc bình thường. Nhưng mà đừng có thái quá. Theo em nghĩ nè, người ta thích mặc quần sọt thì cứ để người ta mặc. Dạ. Mình chỉ góp ý nhẹ thôi còn không được thì thôi. Dạ. Bởi vì nhiều khi chân ta đẹp, chân ta dài trắng thôi để ta mặc. Dạ. Khi nào chân có ghẻ không mặc thì thôi thôi chứ. Đúng không? Dạ. Nay Tuyền đi đến đây có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em đi cùng với em trai và bạn. Chị em giống nhau ghê. Dễ thương mà. Dạ em ai cũng tròn đều vậy đó. Hai chị em dành ăn nhau dữ lắm nè. Anh nhìn em trai của em sao là em bên này cũng vậy á anh. Dạ không, chào, là... chào bạn. Đâu, tròn tròn đẹp. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Thấy anh trai bên đó như thế nào? Dạ anh đẹp trai á chị. Cao cao thấy anh hiền á. Ở nhà chị mình có tánh xấu gì không? Dạ thì chắc chị hay nói nhiều á. Anh trai có muốn nói gì với em trai không? Mà hai người đàn ông dễ nói chuyện. Dạ trước mắt phải gặp mặt thì biết mặt được rồi. Khi đến khi mà mình hậu sau này á, mình sẽ tìm hiểu và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dạ. Bạn trai mình có đi với người thân không? Dạ hôm nay em đi với mẹ. Mẹ rồi. Mẹ. Dạ rồi. Cô thấy tình hình hai cháu sao cô? Dạ chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ. Dạ thấy cô bé này cũng mát mẻ, cũng mềm mịn dễ thương. Bình thường ở nhà thì anh có cái tánh xấu gì không cô? Đi làm về mệt là ngủ hừ, là rên. Rên gì lắm? Rên hả? Dạ không. Cô nghe ngủ ngáy chứ rên là rên sao? Ngáy. Dạ được rồi. À chào bạn, mát mẻ ha. Dễ thương mà. Dễ thương. Mũm mỉm luôn mà. Múp mít. Mập mạp luôn. Dễ thương. Có muốn nói gì với bác không? Bác chào bác đi. Con chào bác. Con muốn nói nhưng mà con run quá, không dám nói bác ơi. Không sao đâu, cứ bình tĩnh nói đi đại em. Đi, nói đại đi, nói đại đi. Đâu có dữ đâu mà con. Bác hiền mà. Nói đi nó. Bác rất là hiền. Thì lúc nãy anh cũng nói, một là con sẽ đi về Đồng Nai, con sống cùng với lại gia đình. Còn nếu mà con không chịu, con muốn sống ở đây thì gia đình sẽ lên sống cùng con. Mà anh nói là anh xem mẹ là nhất thì ai cũng vậy thôi. Nếu như con không chịu về dưới, con không chịu theo anh thì anh lên đây rồi anh sẽ rời xa bác, thì lúc đó bác có còn yêu thương con không? Không, cái này cô nói lại, cô còn một đứa con nữa, một thằng em nữa. Ví dụ như bây giờ nó theo vợ, nó ở vợ thì cô vẫn còn một đứa con nữa, cô ở với đứa kia. Con thì con chỉ hỏi, con nói vậy thôi. Chứ thì lấy chồng thì chắc chắn là phải theo chồng làm dâu. Nhưng mà hồi thấy bác sao? Dạ, thấy bác hiền. Có hậu á, mặt có hậu á. Cảm ơn chú Quyền Linh. Dạ, thương con là chắc cũng thương dâu. Đúng rồi, thương lắm. Cái điều đó là đương nhiên rồi đó. Nhưng mà về dưới lo cho bác thời gian là coi như con ruột luôn rồi. Dạ. Đồng ý không? Đồng ý về Đồng Nai không? Dạ đồng ý. Đồng ý rồi xong. Cô này rất là thông minh. Thôi chúng ta sẽ gặp gỡ nhau nha. Kéo màn lên. Ba mẹ nào cũng thương con, chứ quan trọng là mình đồng ý hay không thôi. Múp ma, múp míp, mũm mỉm, mát mẻ, minh mẫn, mập mạp. Thôi. Mời. À, chào bạn. Nói chung là cũng mập mạp. Mệt mỏi. Mệt mỏi là mỏi đó anh. Anh mới nhìn thôi là anh mệt mỏi rồi đó. Không, mệt mỏi thì không có đến nỗi nào đâu. Càng tốt. Như lúc nãy anh đã nói thì mẹ là nhất. Xong tới vợ. Nếu mà một mai á, em mà có về hay là anh sẽ đi theo á, thì anh sẽ dắt mẹ theo. Như mẹ cũng đã nói thì mẹ còn một đứa em nữa. Thì mọi quyền quyết định á, thì anh cũng lúc nào cũng tôn trọng em hết. Lần đầu tiên gặp gỡ cảm nhận thế nào? Còn mệt mỏi không anh? Hết. Không dám nhìn. Dạ. Thôi bắt đầu. Dạ hết mệt mỏi rồi. Em cảm nhận về bạn trai thì cũng hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà ở trong lòng em có một cảm giác giống như là bạn ấy gia trưởng lắm. Không không, anh đã nói rồi, anh không có gia trưởng. Thề đi, thề đi. Thề ai tin anh? Có anh. Em tin. Có nếu như em tin anh thề. Nếu như em tin thì anh sẽ thề. Vấn đề quan trọng giờ rút cái cuối xong mình bấm nút ha. Bấm nút nào. Vậy có cho mặt con sọt không? Trời ơi, vậy mặt quần sọt là quá mát luôn anh. Vậy mặt quần sọt ai coi anh? Quá mát luôn, đâu sao mặt quần sọt. Bây giờ về dắt bạn gái đi tập thể dục nha. Ok. Bây giờ chúng ta nói chuyện để hiểu nhau hơn. Nói chuyện thoải mái để có thể đi đến một cái điều gì đó xa hơn. Quan trọng các bạn có quyết định cho chúng ta một cơ hội không? 3 2 1 Hết thời gian. Rồi. Tại sao bạn nữ lại không bấm nút?
Dạ, tại vì cái tính em á thì cũng như em trai em cũng chia sẻ là em nói nhiều. Mà lúc nãy anh vừa gặp em thì anh nói anh mệt mỏi. Em sợ là sau này em nói nhiều quá anh sẽ càng mệt mỏi thêm. Bậy cái chữ đó thấy không? Hồi nãy cái chữ nó hớ hả? Bậy sao? Bà không, không. Cái em chỉ đáp theo cái kiểu mà mập mập, mũm mỉm em kèm theo cái chữ hai chữ M cuối cùng. Nó vui cuối cùng hậu quả nó vậy thấy chưa? Chỉ có vậy hai sao chữ... lúc nãy anh không nói với em là anh nói vui? Ừ. Trời ơi, thiệt tình luôn, chỉ có mệt mỏi thôi mà không bấm nút. Vậy ví dụ cho bấm lại thì bạn có bấm không? Dạ, nếu mà bấm lại thì chắc em cũng không bấm đâu. Tại sao? Không phù em hợp? Không phải là không phù hợp mà em cảm thấy... Chưa có rung động. Chưa có rung động. Vậy là em với bạn ấy đi cưới, người ta nói số 10 đó. Số 10, số 10 hơn số 9 mà. Không sao. Thôi nhưng mà... anh đừng có buồn thì mình cũng có thể là bạn của nhau mà. Rồi cũng được, không sao hết. Không sao cả. Đấy, dạ. Mốt mình nói gì mình cũng gọi là người ta gọi uống thân lưỡi trước khi nói ha. Nhiều khi lộn đó, đôi khi người ta hiểu lầm thôi chứ không gì trơn á. Dạ. Không, bạn trai thì dễ thương mà, nó cũng rất là chững chạc. Yêu thương mẹ chắc chắn yêu thương những người xung quanh mình rồi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng các bạn cặp loa của Samsung i5 gửi tặng các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Em không thích một người đàn ông là biết sơn. Mẹ em kêu á, mập quá đi ra đường này có mặc quần đùi. Trai nó mê, nó ghê. Hài hước không đúng chỗ cũng là hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng mà không sao, vẫn tôn trọng quyết định của các bạn ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ Màn. Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Rồi bạn ngồi đi. Bây giờ thì hai bạn đã bước ra sân khấu rồi, chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phạm Văn Công, năm nay em 28 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình. Và hiện tại em công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Công tác về làm việc gì bạn? Dạ em làm bên giám sát thi công máy phát điện. Tức là bạn học kỹ sư điện ra đúng không? Dạ em kỹ sư ô tô. Kỹ sư ô tô ra. Dạ. Rồi bạn nữ mình giới thiệu về mình. Em tên là Dương Thị Xuân Điểm. Điểm là điểm trai đúng không bạn? Điểm 10 á anh. À điểm á hả? Dạ. Dạ. Em quê ở Bảo Lộc, em 25 tuổi và em đang làm KCS, quản lý chất lượng trong công ty thời trang. Coi như hai bạn này có thể chung một cái nghề gọi là nghề giám sát, kiểm tra chất lượng đó, đầu ra đó, ha, rất là quan trọng. Nếu theo quan điểm của tôi là hai bạn hơi khó tính. Phải khó chứ người ta mới nghe. Trời đất ơi, mình có biết nguyên nhân tại sao mà mình không có bạn trai không? Chắc do thời gian làm việc của em quá nhiều và em kén chọn. Kén chọn là kén sao? Xưa giờ em cứ nghĩ là đi học thì em không quen ai. Tới khi đi làm á thì em chỉ nghĩ là quen một anh trong công ty hoặc là gì đó. Nhưng mà sự thật thì khi vô công ty á thì có vợ, có người yêu hết trơn. Mà sao cái tư tưởng là cái tán tỉnh em. Mà em thì sợ bị đánh ghen với tạt axit như trong phim á. Thôi bỏ chạy trước khi bị hành sự. Vậy là đâu có gì đâu kén. Kén là mình phải đặt ra cái tiêu chuẩn gì đó, nó phải vậy vậy mới tiếp cận được mình. Cái đó mới gọi là kén. Tiêu chuẩn của em thì dễ lắm. Chín chắn, đàng hoàng, hiền, không sống thử trước hôn nhân, không ba láp ba xàm. Ba láp ba xàm là sao? Là tào lao á chị. Cứ giỡn kiểu quá độ mà giỡn vô duyên quá là em không thích. Ủa bạn trai bên kia có tào lao ba láp ba xàm không bạn? Dạ không chị, em vui tính thôi. Vui tính nhiều quá khi lố quá thành ba láp ba xàm. Đúng rồi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 4 mối tình. Dữ vậy hả? Em là người bị cắm cái sừng. Rồi, mối tình gần đây nhất là mấy năm? Mối tình gần đây nhất là gần 1 năm anh. Rồi tại sao cậu bỏ em đi đấy? Tại vì là lúc đấy em đang còn đi học và anh. Cái điều kiện em chưa có đủ để mà cô ấy mà gọi là nơi tựa vào. Thì cô ấy chọn một cái người là điểm tựa của cô ấy. Cái đó cũng là không trách người ta được. Cái lỗi cũng do mình, bởi mình cũng chưa đủ sức để đảm bảo cái cuộc sống cho người ta. Dạ. Đúng là mình phải tự trách mình nhiều hơn. Tại sao mình cố gắng đi nỗ lực hơn nữa để mình lo du toàn cho người ta. Dạ. Bạn nghĩ mình có ưu điểm gì không? Dạ ưu điểm của em thì hay hát và nấu ăn cũng khá là ngon. Hay là chia sẻ công việc nhà cửa thì cái đó là em rất là ok. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là hơi nóng tính chị. Gió nói to tiếng xong rồi lại mình đi ra ngoài thôi. Nóng tính cũng không phải là một cái điều tốt. Mẫu người lý tưởng của Điểm là như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em là giống ba em. Hiền lành. Hiền lành. Chân thật. Yêu thương vợ con. Điều gì em không thích ở người đàn ông?
Em không thích một người đàn ông là đi sồn. Em nhiều người ghê lắm, sao nãy giờ thấy nhấn mạnh nhấn tới nhấn lui. Mẹ em kêu á, mập quá đi ra đường này có mặc quần đùi. Trai nó mê, nó ghê. Em không biết, nhưng mà đa số là gặp những anh chàng thường cái mặt gian gian. Thường em không thích hết. Mặt ghê đó là sao em? Mặt gian gian. Mặt gian gian là mặt sao gian em? Gian mặt gian gian là mặt sao? Điểu điểu. Điểu điểu. Điểu là gian á hả? Chứ mình thích cái ngoại hình người như thế nào? Ngoại hình thì em không quan trọng, em không thích người quá ốm. Chịt rồi em, anh ốm rồi sao em? Trời ơi, rồi xong. Em chào chị. Số 10 nữa rồi. Số 10 rồi chị ạ. Quay mặt tôi nhìn coi có gian hay không? Nhìn gian không chị? Chắc cũng có gian quá à. Gian nhiều không chị? Chút chút. Chút chút. Mà bản thân mình thấy mình có gian gì không? Dạ em không có gian chị. Có dê không? À, tất nhiên mình có dê chị. Có sồm không? Không có sồm chị. Có ba sàm ba láp không? Dạ không chị. Em thích điểm gì nhất ở người phụ nữ? Dạ em thích người phụ nữ quan tâm gia đình. Mình đã chuẩn bị gì để kết hôn chưa? Tìm hiểu, nếu mà được thì cuối năm. Cái cặp đôi ngoại hình này sao bất ổn quá nha ta. Đâu sao, quan trọng gì đâu. Không phải, tại nãy thất bại cặp kia rồi nên cặp này hơi lo. Hồi nãy em giới thiệu em nói em ưu điểm em hát hay đúng không? Rồi bây giờ mình lấy cái giọng hát mình bù lại ngoại hình coi. Em hát một bài mà 4 khúc được không chị? Là sao? Một khúc đặc trưng của miền Bắc, một khúc đặc trưng miền Nam. Trời ơi. Một khúc đặc trưng của miền Trung và một khúc để tặng bạn gái bên kia. Rồi. Ba khúc. Ba quan ni một chiếc là chiếc thuyền nan, có về là về với hội, có cái duyên có a du ơi ơi mây dấu tình rằng. Đó là khúc của miền Bắc, khúc miền Trung. Khỏi giới thiệu cứ hát 4 khúc đi. Tôi nhớ đến em, tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng, rơi rơi sân trường phượng hồng mơ ước, dáng em đi về hòa tan trong Huế. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bang đổ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Tặng bạn gái. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Em cảm nhận như thế nào về giọng hát của bạn trai? Điểm cho mấy điểm? 10 điểm. 10 điểm. Em ơi, trong 4 khúc em thích khúc nào em? Em thích khúc cuối. Khúc cuối rồi 4 khúc giờ được ổn rồi ha. Được. Dạ. Được, hy vọng giọng hát của em lấy điểm lại ha. À, mình đi hôm nay có người thân đi theo không em? Dạ em đi với anh chị và em trai ạ. À, chị ruột á hả? Dạ chị ruột. Rồi sao chị nhon vậy? Chào chị. À, dạ chào chị. Chị thấy em trai ở bển sao? Dạ thấy cũng được. Thế ngoại hình thấy sao? Dạ cũng ổn, ốm thì mình nuôi cho mập đâu có sao đâu chị. Đó, chị dễ tánh hơn thấy không? Em trai thấy được không? Dạ thấy cũng đẹp trai. Bạn trai có đi với ai không? Dạ em đi với anh trai của em. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cả Tường. Anh trai đẹp trai dễ sợ không? Thấy tình hình em gái tương lai mình được không anh? Dạ cũng dễ thương anh, trắng trẻo, đầy đặn. Nói chuyện cũng có duyên. Có duyên nhưng mà về ngoại hình sao? Dạ thấy mình tốt. Tốt? Tốt cái gì? Dạ thấy khỏe mạnh. Thế là cũng được rồi. Tình cảm của hai em thì các em đã tìm hiểu. Anh thì cũng là luôn luôn là đồng tình ủng hộ thôi. Anh trai ủng hộ rồi, bên đây chị gái ủng hộ rồi. À Linh ủng hộ không? Anh hả? Chào anh Linh. Dễ thương mà. Không, thế này được rồi, đừng xuống nữa. Anh thấy về ổn rồi đó. Mập mập, mấp mép, mấp miệng. Ú ú, luồn luồn. Không hot girl nhưng rất là dễ thương. Quá dễ thương. Qua dặn nha, dặn kỹ nha. Để dặn kỹ. Dặn kỹ thì rút kinh nghiệm nha, đừng đi theo cái xe lỗ. Có cái vụ kia là mập mập, mấp mép, mũm miệng, mệt mỏi. Bỏ cái từ mệt mỏi ra. Ha. Mà thêm vô cái từ khác là mê mệt. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ha. Mê mệt. Mập mập, mấp mép, mũm miệng, mê mệt. Yeah. Ha. Rồi, bây giờ sẽ cho hai bạn 2 phút để rồi trò chuyện với nhau nha. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Dạ. Quay mặt qua luôn. Tặng em món quà đầu tiên. Em thấy anh thế nào? Dạ, thấy anh cũng ấm quá. Ấm quá. Em sàn cho anh chút nữa được nhỉ? Anh thấy em như thế nào? Dễ thương, trắng trẻo.
Em gì đó. Em có hay về nhà không? Không về nhà đi đâu. Hỏi cái gì mà. Em có hay về quê không á? Dạ là có. Khi nào được nghỉ trên 2 ngày thì em sẽ về ạ. Bây giờ hai bên đều là kiểm tra chất lượng. Các bạn kiểm tra nhau coi thử coi mỗi người được bao nhiêu phần trăm. Dạ em chấm được 80 điểm. Em chấm anh mấy mươi điểm nếu mà kiểm tra hàng hóa trước khi xuất đó. À, hàng này chưa xuất được, chưa đủ ký. Chưa đủ ký xuất không nổi. Nuôi mà cho ăn hoài mà sao nó không phát triển. Chưa đủ ký. Có cách nào mà để cho nó mập lên không em? Về chị em nuôi cho. Sao chị em nuôi? Chị nuôi là sao? Tại vì em mà ra ngoài sống thì em sẽ ốm, mà em ở với chị em sẽ mập. Em nên ra ngoài thời gian. Đi vậy em xuất ký thì sao? Xuất ký, nó xuất ký càng tốt mà. Nhưng mà đừng có sợ anh không có dễ sồn. Bạn kiểm tra mặt da không? Nãy chị thấy hơi gian gian đó, giờ em dòm em thấy sao? Thấy có gian đúng không? Không gian. Trời ơi, mặt gian gì mà nó không gian. Giờ nói một câu gì tỏ tình với nhau cho nó ngọt ngào xíu đi rồi mình quyết định bấm nút hay không nè. Mà cái chuyện múp míp thì được không? Dạ được anh, em thích con gái múp míp mà. Quá được luôn chứ, khó tìm lắm nha em, anh thiệt luôn á. Dạ, em làm bạn gái anh nha. Tự nhiên là bạn gái nha, lẽ người ta nói ừ, dễ gì ừ, dễ vậy. Phải nói cái gì nó tình cảm vô, nói chuyện khác đi. À, anh luôn mong muốn là cùng với em đi suốt cuộc đời này. Nói vậy mà còn nghe có được chứ. Hết giờ, đây. Suy nghĩ cho kỹ đây, cái nút này đây. Nút đôi Linh. Quyết định thật kỹ xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không, cho nhau một cơ hội hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Ủa sao bạn gái bấm chậm vậy? Bấm có bấm mà bấm nhẹ chứ phải bấm chậm, bấm mà nhẹ. Nút bị gì á? Bị gì đâu, tướng nó bự vậy mà bấm nghe hiều à. Phát hiện ra là bạn trai bối rối có nghĩa là không, em không bị rối lắm đâu. Nắm tay nhau cái coi. Loạn luôn hả? Cho nắm tay không em? Nắm đi, người ta đánh nó chạy không kịp á. Em kia mạnh khỏe lắm nha. Gây lộn thổi cái bay luôn á. Đây, tôi xin gửi tặng các bạn cặp loa của Samsung i5 gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Những chiếc vé xem phim, chúc các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Mong rằng chúng tôi sẽ nhận được thông tin rất tuyệt vời từ hai bạn. Em cảm ơn. Xin cảm ơn. Chưa kể qua mối tình nào. Cái gì? Cái gì? Không phải là ế mà là đó là xu thế hiện nay á chị. Dạ. Tiêu chí của em là phải trắng đẹp và thơm và thơm. Trắng đẹp và thơm. Dạ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, xin chào. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Chào anh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các vị khán giả ở đây và chào người đẹp bên kia. Em tên là Ngô Văn Thiên, tên thường gọi là Hiếu Thiên. Em năm nay là 35 tuổi, rồi. Quê của em là ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhưng bây giờ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở đây. Thiên làm gì? À, em có công ty riêng, tên là công ty em là Visa Hiếu Thiên. Chuyên về dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài vào Việt Nam. Và Việt Nam đi nước ngoài, đi Mỹ, Úc, Canada. Thiên 35 tuổi, quê Quảng Nam, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm nghề visa du lịch. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh, chào tất cả mọi người và chào anh chàng bên ấy. À, em tên là Trần Thị Thùy Trang, em năm nay 29 tuổi. Hiện nay em làm trợ lý cho hậu Phan Thị Mơ. À, quê mình ở đâu em? Dạ, quê em là ở Gia Lai ạ. Gia Lai. Trợ lý của hoa hậu chắc cũng cỡ hoa khôi à. Dạ, chắc là mẫu hậu đó anh. Em là Trang đúng không? Dạ, mấy mốt chị làm trợ lý cho em được đó. Được đó, dạ. Bên đây là Thiên Trang. À, nghe nó hấp dẫn quá nha. Những cái ưu khuyết điểm của Trang là gì? Ưu điểm của em thì hòa đồng, vui vẻ và rất là hay cười. Em thì được mệnh danh là em có nụ cười tỏa nắng, nhưng mà riết rồi cô em thêm một câu nữa là những cô hàng xén răng đen cười như mùa thu tỏa nắng. Nhược điểm của em thì em mắc bệnh não cá vàng, em hay quên lắm. Em làm gì đó xong lúc sau mà
không có ai nhắc nhở em là em lại quên. Trời đất, em làm trợ lý cho người ta để em nhắc nhở lịch người ta mà em còn hay quên nữa. Khi mà hồi hộp run hay gì đó là em hay bị quên những cái mình cần phải nói. Nhưng mà trong công việc thì cái gì thì em lại chuyên tâm thì em không bao giờ em quên nó. Thật ra em là kỹ lưỡng lắm, em rất là kỹ luôn. Chứ kỹ làm trợ lý mà dạ. Sao mà không kỹ được đúng không? Còn cái gì nữa không? Em không biết bơi, vì không biết bơi nên là không bao giờ em đi biển. Tại vì em thấy người ta bơi mà em không bơi được em khó chịu. Yên tâm bên đây có bạn. Không biết là bên đó anh có thể dạy cho em bơi được không anh? Thiên sẽ tập bơi cho Trang. Trang, mai mốt Thiên sẽ tập bơi cho. Đó là tối điều em không muốn tập bơi. Chứ em cũng sợ chết đuối rồi. Hồ bơi có một mét... sâu đâu, có 1m2 à. Không sao hết. Là do em không có người đi cùng. Còn sau này em có người đi cùng là sẽ có người dẫn em xuống được bơi rồi. Yeah. Thiên cũng đâu có biết bơi đâu. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của Thiên đi. Em thì ưu điểm cũng giống như bạn Trang bên đó. Là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát. Và em cũng có được rất là nhiều tài lẻ. Ví dụ em biết pha chế, em biết nấu ăn, em biết ca hát, nhảy múa. Nếu như ai làm sao thì em bắt chước, em có tài bắt chước cũng... cũng hay ha. Cũng hay. Đó, giống mình... như bạn Trang hồi nãy nói thì bạn Trang rất là kỹ tính, sạch sẽ. Thì em thích cái điểm đó, bởi vì em cũng rất là kỹ tính và sạch sẽ. Mai mốt làm trợ lý cho em nhưng mà đừng có quên. Bởi vì công việc của em là về giấy tờ cho người đúng nước ngoài và Việt Nam. Hôm nay mà quên trả hồ sơ, tối nay người ta bay là coi như đền vé máy bay cho người ta. Em có tật xấu gì không Thiên? Tật xấu thì cũng có chứ. Ví dụ như là em mà nói gì ai không nghe á thì em cũng hay cầm ràm lại á, đặc biệt là em gái em. Hai nữa là em ngủ cũng đôi khi cũng ngáy, ngáy nhẹ, ngáy như tiếng đàn thôi. Nhưng mà trời ơi, ngáy mà như tiếng đàn, đó giờ tôi mới nghe. Ngáy như tiếng đàn, không biết đàn gì đây. Đàn tơ rưng. Còn gì nữa không nè? Dạ. Còn tật xấu thì em nghĩ là người khác sẽ tìm hiểu mình và phát hiện tật xấu của mình nó sẽ hay hơn là mình tự nói. Dạ. Nếu mình nói sao ra tự thì đâu là tốt hơn xấu. Em ơi, dạ. Giờ khai tật xấu ra tốt hơn chứ để nữa ta phát hiện ra nguy hiểm lắm. Em muốn anh nói tật xấu của anh hay là em tự tìm hiểu? Dạ nếu như được thì anh cứ nói đi anh. Còn là giả sử như em biết đâu em là người kỹ nên em sẽ soi ra nữa thì sao anh? Nhưng mà nói sao thiệt em mà. Thiên nha Thiên, em cũng đẹp trai đấy, sao mà giờ vẫn còn ế? Nó tin điều đó. Tôi cũng định hỏi câu đó đó. Thật ra là ế không phải là ế chị, mà là đó là xu thế hiện nay á chị. Đúng rồi đó anh, em đồng ý quan điểm này. Nhưng mà trước đây mình đã trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua được 3 mối tình rồi chị. 3 mối tình. Mối tình mới nhất đây nè, là bao lâu? Cách đây thì 3 năm anh. Mối tình nó mấy năm? Cũng 3 năm. Ồ. Trời. Dạ. Vậy là em cũng yêu sâu đậm quá hả? Đó là nhược điểm của em đó. Em là người tiếp người sống tình cảm. Nhưng mà lý do gì quen 3 năm là cũng lâu mà bạn tìm... em lấy chồng nước ngoài chị. À, đang quen với em mà sang ngang luôn vậy đó hả? Bạn đó có quen trước rồi, xong đó là quen với em. Bạn đó cũng muốn đi nước ngoài để định cư. À, rồi sang ngang luôn. Ấy lấy chồng trước em ha? Không, người ta lập gia đình trước em chứ không phải lấy chồng trước em. Nói chung là nhìn em thấy hồng nhan bạc phận quá. Bên này mình thì sao? Em mà bao nhiêu mối tình rồi được? Em chưa trải qua mối tình nào. Cái gì? Cái gì? Thì nở còn có chí phèo cho em không có ai hết á. Bản thân em có một cái nhược điểm rất là lớn, đó là em sợ cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi. Cũng như anh đã nói, tức là yêu ai đó thì dành hết tình cảm cho họ. Ví dụ như bản thân mình đang còn yêu say đắm quá mà tự nhiên anh đó bảo là cô gái này không hợp với bản thân mình thì thôi chúng ta không hợp, ta chia tay, thì cái cảm giác lúc đó em biết là cái là em sẽ rất đau khổ. Nhưng mà toàn là em đang tưởng tượng chứ em chưa bao giờ biết. Đúng, đúng cái sự em tưởng tượng sai của em đó. Sai rồi, em bậy rồi. Nên là em tại vì á, cái cảm giác cô đơn á, nó ghê gớm thiệt. Dạ, nhưng mà rồi. Cái cảm giác khi yêu á, nó sung sướng lắm. Em là đã phí gần nửa đời người rồi. Dạ. Hôm nay phải yêu cho lẹ. Tại dạ. vì mình có yêu rồi, dù mình có chút đau khổ thì nó thêm cái hương vị của cuộc sống. Nó thêm đúng kinh nghiệm. Trời ơi, 28 tuổi mà chưa yêu một lần nào, một cô gái xinh đẹp như vậy, nó phí vô cùng luôn. Em cũng rất là cảm ơn người bạn của em. Bạn là phóng viên, bạn ngồi khai thác em hết. Em ngồi em khai hết. Em tính em thật thà lắm, có sao em nói vậy. Về tự đi điền danh sách vô tự nộp cho chương trình. Đến một ngày đẹp trời gửi qua cho em một cái tin nhắn: tao đã đăng ký xong rồi, mày chỉ cần chuẩn bị đồ đẹp và lên trên chương trình thôi, còn lại tao đã đăng ký cho mày rồi. Hy vọng là nếu như anh quen em lâu dài thì đừng để phải bỏ rơi em là được. Sao? Chờ anh. Anh nói em nghe, 28 tuổi mà chưa có người yêu á là một cái dấu chấm hỏi nhiều người đặt ra. Coi là giới tính coi sao. Dễ thương á. Nhiều tính của em á cũng cá tính lắm á. Dạ đúng nhìn rồi anh. Ra vẻ xinh lắm hả? Hơi một chút xíu đàn ông. Xinh lắm hả?
xinh, dễ đẹp. Thương. Tiêu chí của em là phải trắng, đẹp và thơm. Và thơm. Trắng, đẹp và thơm. Xinh thì có nhưng mà thơm thì chưa thấy. Chúng em phải ngửi tự đúng không anh? Đúng anh rồi. Ơi, dạ. Em là có một cái đam mê đó là đam mê nước hoa. Anh muốn em thơm thì anh phải mua nước hoa tặng em đó nha. Dạ. Anh còn thích đó, anh thích đó. Bây giờ anh hỏi em nè, dạ. Em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Trước tiên nó phải thương em, không hói, không hút thuốc. Ủa đang nói anh hả? Anh không, em không nói anh đâu. Nói thật anh là mẫu người đàn ông mà em thích đấy anh ạ. Vậy hả? Dạ, anh không có hói đối với em, anh như vậy là không có hói đâu ạ. Anh đẹp rất là đẹp trai luôn. Dễ thương quá. Em không thích một điểm mà mới lại anh nói có dính nữa. Nói đại đi em. Anh ngủ ngáy ạ. Ông ta ngáy như tiếng đàn. Ngáy như tiếng đàn. Ngáy như tiếng đàn. Em không thích trai để tóc hai mái ơi. Thôi này nó không có mái nào. Thôi cũng không chịu mà. Hai mái cũng không chịu. Cô khó chịu quá. Tao mấy mái kệ người ta. Miễn ta đẹp ta thương cô được rồi. Hai mái ba mái chi nữa. Em sợ ngã rẽ hai đôi đúng không? Ừ. Dạ đúng rồi đây. Thôi được anh ở đây là đẹp trai nha. Dạ. Dễ thương nha. Cười tỏa nắng. Trời ơi bên đây ta cũng dễ thương mà làm gì mà. Đẹp gái nha. Trời ơi khen nhà trai dữ vậy trời. Dạ chị nhìn kỹ mà Trang, chị. Trang nói sợ yêu hả? Người ta nói là yêu thì lỗ mà không yêu thì khổ đúng không? Khổ đúng không? Bình thường là em nhưng chịu khổ sao 28 năm rồi giờ chịu lỗ hay thà chịu khổ? Lanh quá à, hai người này thiệt lanh dễ sợ luôn. Nghĩ chắc MC đi xuống luôn chứ không cần ngồi đây quá. Dạ, lần đầu tiên thì phạm chị Cát Tường đẹp quá. Đẹp trai ha, đẹp gái ha. Bây giờ cô này cũng chưa có mối tình nào hết trơn trời á. Dạ. Nếu mà vô cái là coi như em là mối tình đầu đó. Em có muốn em làm mối tình cuối luôn không? Có chị. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào là tiến tới luôn được. Được là em quất liền á chị. Liền là bao lâu? Dạ. Tôi hỏi đám cưới. Quất liền vậy. Tôi hợp hỏi nhau, cưới. Hợp nhau là mừng tới à. Mừng cái gì? Được, em chỉ cần yêu anh còn mọi thứ để anh lo. Ba lo anh vậy anh. Có cái điều gì mà em không thích ở người phụ nữ không? Bài hay. Trời nghe từ bày hay ghê quá. Em thích người phụ nữ. Người ta nói ở nhà là như con sen, phải gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nóc. Ra đường thì như bà hoàng. Lên giường thì đi ngủ giùm em. Gì? Lên giường thì đi ngủ anh. Chứ nhiều người lên giường càm ràm em sợ. Gì có chuyện giường chiếu đây nữa. Cũng dí dỏm hài hước lắm. Điều gì em ghét nhất ở đối phương? Đừng nhiều chuyện. Chuyện nhiều có thể kể em nghe, em có thể lắng nghe hết. Được. Ngồi lê đôi mắt cho bà tám ngồi là lê không được đôi đúng mắt không? Thì không được. Có làm dâu không? Dạ không. Lấy nhau gì thì sống với em mà yên tâm em có căn hộ riêng. Chúng ta tham khảo người thân coi sao nha. Tình hình là em đi với lại bạn thân với lại em gái. Em ruột á hả? Dạ. Để rồi. Nghe ý kiến em ruột trước cái coi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ em chào chị ạ. Chào em. Dạ em thấy chị gái bên này rất là xinh nè. Em thấy cái ưu điểm nhất là gọn gàng này kia là anh em rất là thích gọn gàng và sạch sẽ. Nhưng mà em chịu không? Em chịu chị dâu tương lai không? Dạ em chịu ạ. Chịu. nhìn chắc chị rất là dễ thương à. Rồi vậy là tốt rồi. Đâu bạn thân nào đâu? Thân ai nấy lo hả? Dạ xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em là tên Nguyễn Gia Huệ. Em là bạn thân của Thiên. Thiên á, thì là một người đàn ông hiện đại. Còn bạn gái kế bên á, thì cũng rất là xinh. Nhưng mà nói hơi nhiều. Bạn Thiên cũng nói rất là nhiều. Nên hai bạn này lấy nhau chắc là ha. Lúc nào cũng vui vẻ ha. Gia đình vui vẻ thì em thấy hai bạn rất là hợp. Về khuôn mặt cũng hơi giống giống nhau. Người ta nói là có duyên phu thê đó chị Cát Tường. Phu thê. Rồi cảm ơn ý kiến của bạn. Hôm nay mình đi với ai cưng? Dạ em đi với những người bạn thân thiết nhất của em. Cũng là những người bạn thân thiết. Và trong đó có người mà đi đăng ký tới chị. À đâu. Vậy là em gái anh cũng đăng ký cho anh đó. Thấy dạ vậy lâu là muốn tìm bạn cho nên đăng ký. Chúng ta gặp nhau phải không anh? Đúng rồi. Chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào quý vị khán giả trường quay và chào bạn nam bên đây. Thì em là bạn thân của Trang, cũng làm cùng một team với nhau. Trang theo em cảm nhận là một người là cực kỳ tốt, thiên về gia đình. Bạn bên đây thì em thấy cũng sáng sủa, đẹp trai, công việc thì cũng ổn định, đẹp trai quá nên cũng lo cho Trang. Tới bây giờ 35 tuổi mà vẫn còn độc thân thì đó là cũng là cái dấu chấm hỏi. Độc thân chứ không phải ế, mình đẹp trai cho nên ai cũng nghĩ mình có bồ đó anh. Cứ như là thả thính ai thì người ta cũng không sợ dám đúng không? Ta lo đúng không? Dạ. Tóm lại là được đó Trang chọn đi Trang. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt. Kéo ra. Kéo hàng rào. Chào Trang. Dạ chào anh.
tặng cho Trang cái bó hoa. Còn em tặng anh 4 bức tượng, anh có thể lấy ra xem về 4 bức tượng này nó có một ý nghĩa. Cảm ơn em, nhà anh có 3 bức như vậy. Dạ, vô tình lại đúng rồi anh. Đúng rồi. Làm như hai đứa nó quen từ lúc nào nghe vậy ta? Út. Thân dữ vậy không biết. Không nghe, không thấy, không nhìn với là chuyện ở người khác thôi. Còn anh nhưng luôn mà nghe thấy em và nhìn là em sử dụng cái từ cuối cùng nó đang, tức là dùng đầu óc và trái tim để cảm nhận cảm về nhận em. Em đúng rồi. Thôi bây giờ em muốn chứng minh gì, em hát hò gì, em thể hiện tài lẻ của em cho bạn gái xem đi. Thường là em thích nhạc của ai? Anh là hát bolero. Anh có thể hát những gì anh thích ạ? Biết nhớ em nhiều cũng thế thôi. Nhớ em có nhớ gì tôi? Từ đây vui với đời sương gió, vui với rượu nồng, với chính tôi. Hôm nay chúng mình không còn gặp nhau. Trời ơi, cái gì vậy? Bao đêm ngồi nhớ nhung ơi là sầu. Tình buồn như lá vàng rơi, còn gì đâu nữa em ơi, duyên kiếp giờ mình chia hai lối. Không, cái bài này là do ngày xưa trời bà gái tôi đã chồng trời. Người ta chưa có một cái mối tình nào hết trơn á. Mới mở màn lên gặp người yêu lần đầu tiên ấy, chia tay đốt phòng lòng nhảy rồi nhảy rồi. Thôi bỏ qua. Có cái gì nó vui hơn không? Gì đi. Bước lại câu này cho nó dễ nè. Câu gì? Em gỡ điểm lại nè. Được không? Được. Hòn lửa xa vào đôi mắt em, để đâu làm tóc xòa bên rèm thấm ướt. Đó, được chưa anh? Cố gắng. Thôi giờ á, hai bạn làm một cái gì chung với nhau đi, đi nhảy hợp không? Lý dạ, em có thể nhảy được một chút xíu. Âm nhạc. Đúng rồi. Em bị sai bước rồi đó. Thôi, dừng lại, nhảy như này cho tới sáng luôn á. Rồi, cảm ơn em. Nửa bắt tay nữa. Thôi bây giờ em hồi hộp á. Nãy giờ mình giao lưu về mặt văn hóa nghệ thuật rồi ha. Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Trang hồi nãy nói là không biết bơi, anh có thể tập em bơi. Dạ, em cũng đang cần một người tập em bơi và tập em nhảy. Em thích đi du lịch không? Dạ, em rất là thích đi du lịch. Thì mai mốt anh có thể làm visa cho em đi du lịch. À, em đang muốn rồi. Em đặt mục tiêu cho mình là 23 tuổi là tốt nghiệp xong, thì đến năm 25 tuổi sẽ có một người bồ đi chơi, đi du lịch. Đến năm 27 tuổi cưới thì cuối cùng là em bị chạch đường ray quá nhiều, nên hôm nay em phải đến đây và em rất là mong tìm được một người để đồng hành với em đi du lịch. Em có một người dì và muốn một người dượng. Dượng em nói với dì em một câu nói này nè: dù bà già cỡ nào tôi cũng dẫn bà đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hồi trước anh cũng giống như em đó, là cái đưa ra cái mục tiêu cho mình là 35 tuổi là mình sẽ cưới vợ, nhưng bây giờ gần 36 rồi cho nên cũng lố một năm rồi đó. Anh cần một người vợ để đồng hành cùng anh hay là anh cần một người vợ ở nhà phụ anh? Nếu như mà người vợ có thể giúp anh thì càng tốt, bởi vì làm trợ lý cho mình thì nó dễ hơn. Yeah. Đúng không? Nhưng mà cuộc sống hiện đại mà, thì tốt nhất là người vợ cũng phải đi làm với người chồng của mình để góp công góp sức, chứ không có thể mà người vợ ở nhà lo gia đình không. Bởi vì thứ nhất là vợ mình sẽ buồn đi, ở nhà hoài thì vợ mình sẽ chán, sẽ dễ bị stress. Em cũng có học thêm một ngành dược. Em tính là định hướng là em sẽ mở quầy thuốc và em có một công việc riêng. Người
chồng tương lai của em sẽ có một công việc riêng và hai người hỗ trợ cho nhau. Có những người chồng là họ không muốn vợ đi làm, tại vì cảm giác là đi làm rồi quen người này người kia hay ghen này nọ kia thì nó không, không anh thề không có nghĩ là như vậy. Nếu như những gì của mình là của mình không có ai giành được. Anh ở chung cư thì anh ở khu nào vậy? Anh quận ở Thảo Điền. Thảo Điền. Thảo Điền quận 2. Chắc qua xa nhà em hơi xa rồi. Em ở đâu? Dạ em ở bên Hóc Môn. Nhưng mà nếu mai mốt em chuyển về Thảo Điền thì em có chuyển không? Sức giá phong phú anh. Mỗi người nói một câu nữa thôi. Cảm nhận về đối phương. Chắc em thích màu trắng đúng không? Hôm nay tình cờ gặp hai đứa mình mặc màu trắng hết. Dáng của em đẹp, anh thích nhìn em dễ thương. Ánh mắt của em sống nội tâm, tình cảm. Còn đối với anh em cảm nhận một sự chín chắn, chững chạc của một người đàn ông. Hết thời gian. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Đã trò chuyện với nhau nãy giờ rồi. Chúng ta bắt đầu nhắm mắt lại, lắng lòng mình lại các bạn. Kiểm tra xem tim mình có thổn thức hay không. Bấm nút là trao duyên với nhau. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Họ gần yêu nhau từ bao giờ rồi quý vị? Tay nắm chặt ha. Nụ cười rất là tươi giống như bạn gái này nói đúng đó. Hình như có gương mặt phu thê thì phải. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Đây gửi tặng các bạn. Cảm ơn anh. Một nụ hôn đi nào. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Quà tặng dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Chiếc TV này sẽ nằm trong căn nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Một chiếc máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng cũng sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Rồi, hy vọng rằng với cái thời khắc quan trọng này, đây, các bạn sẽ cố gắng phát triển nó để tạo thành một mối quan hệ tốt và ghép hai mảnh ghép ấy đi suốt cuộc đời còn lại nhé. Chúc nụ cười này, hạnh phúc này mãi mãi ở hai đứa nha. Cặp đôi này rất đẹp, cố gắng lên nha. Báo tin vui cho chị cảm nha. Cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn chị Cát Tường. Rồi, cảm ơn hai bạn. Những cái việc trong gia đình như là lau dọn rồi rửa chén này nọ em làm được hết chị. Ở đây em cũng đưa ra một cái bản chứng nhận dành cho anh chồng đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Đó là 10 điều khoản ISO 9001. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay quý vị nha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Dạ, em kính chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn nam bên kia và tất cả khán giả tại trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Phi. Cái gì Phi? Trần Thị Phi ạ. Thị Phi. Thị dạ. Phi. Nghe tên đó. Dạ, nó rất là ấn tượng ạ. Ấn tượng. Dạ. Em năm nay 30 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Định. Thì hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì Thị Phi? Dạ, em là nhân viên ISO. Tuy nhiên thì hiện tại em đang muốn chuyển hướng sang kinh doanh. ISO là 9001 của em hả? Dạ, đúng rồi anh Quyền Linh ạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, chào bạn nữ ở bên cạnh. Cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vinh Quang. Hôm nay cái gì? Vinh Quang hả? Dạ. Bên kia Thị Phi. Vinh Quang, Vinh Quang. Mà sao đi chung với Thị Phi? Cặp này cặp này nó ngược. Vinh Quang nhiêu tuổi rồi? Em năm nay em 30 tuổi. 30. Em sinh ra và lớn lên thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bảo trì máy may. Rồi, mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh hay điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em thì em là người cá tính mạnh mẽ.
sống rất là có trách nhiệm, rất là hay lo cho người khác. Nên đôi khi sao nhãn bản thân, thì cái đó cũng là điểm yếu của em. Bạn trai, mình Vinh Quang, em có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em thì em hòa đồng vui vẻ lắm chị. Rồi em tự lập từ lúc nhỏ, nên những cái việc trong gia đình như là lau dọn rồi rửa chén này nọ em làm được hết chị. Giỏi vậy ta? Em có một cái khuyết điểm nào không? Khuyết điểm của em thì em ít nói lắm. Em cũng không biết nhậu nữa. Không biết nhậu, tốt nhiều chứ. Tốt chứ khuyết điểm dạ, gì? Nhưng mà em thấy nhiều khi trong những cuộc vui mà có bia rượu này kia mình cũng phải có chút xíu nào đó. Mấy bạn nó la mà đúng không? Dạ. Tình trường thì sao? Hai bạn trải qua mấy mối tình rồi? Thì em thì trước giờ em trải qua một mối tình. Thì em quen nhau chắc được cũng hơn 2 năm. Thì lúc đó em còn sinh viên. Sau này một thời gian thì em quen thì cảm thấy không hợp nữa. Thì tụi em chia tay cũng 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi? Dạ. 5 năm nay một mình lẻ bóng vậy đó. Dạ. Bạn trai thì được mấy mối tình rồi cơ, Vinh Quang? Dạ em mối tình chính thức thì chỉ có một thôi chị. Quen bao lâu rồi sao chia tay? Dạ mối tình đầu tiên của em thì quen được gần 3 năm. Thì hồi đó em quen lúc em còn nhỏ lắm. Hai đứa không có hoạch định được cái tương lai đó là sao. Rồi thời còn trẻ thì nhiều khi cãi nhau rồi không có hợp nhau này kia rồi đâm ra chia tay. Cái lúc còn trẻ đó đúng không? Dạ. Còn giờ thì cũng chưa có mối tình nào sâu sắc lắm hả? Dạ chưa. Nói chung là cả hai đều trải qua những cái mối tình đó rất là lâu rồi. Thì bây giờ hiện tại nè, thời điểm này là mình thật sự mong muốn là lập gia đình chưa? Dạ em cũng lớn tuổi rồi ạ. Thì nếu mà được thì khi bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Trong khoảng một năm là được rồi chị ạ. Một năm. Dạ. Bây giờ em suy nghĩ về cái người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào? Thì em thì cũng đặt ra khá là nhiều, nhưng mà về chốt lại thì em ngoại hình á thì em cũng chỉ cần người cao khoảng 1m6 trở lên là được, tóc thẳng. Tại vì tóc xoăn thì em không có thích lắm. Tại vì em cũng nghe cũng một vài điều về những người có mái tóc xoăn. Những người đàn ông thì em cũng hơi ngại. Thì mình kiên kỵ một xíu ngại? Em nói tóc xoăn sao ngại? Em nói nghe coi ngại gì. Theo em được biết á, thì tóc xoăn là không có trung thủy lắm ạ. Nói bậy, nói bậy. Nhiều người tóc xoăn đã sống tới răng lông đầu trọc lóc luôn đó em. Rồi còn gì nữa không? Cái gì không thích nữa? Không thích là bạn nam hút thuốc. À bên đây có hút thuốc không? Không có nhậu mà có hút thuốc không cơ? Anh không có hút thuốc rồi em ơi. Trời hay dạ, quá. Anh hút thuốc là được ạ. Em thì làm về ISO nên về nghiệp vụ thì em cũng mắc về một bệnh nghề nghiệp. Đó là những cái tiêu chuẩn, những cái chất lượng. Nên ở đây em cũng đưa ra một cái bản gọi là bản chứng nhận dành cho anh chồng đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Dạ. Nó chỉ là góp vui thêm thôi, để nó sẽ gom góp lại những cái ý mà em muốn nói từ nãy giờ thôi, chứ cũng không có gì. Đưa bản chứng nhận. Sao chứng nhận ISO của ông chồng đâu? Dạ. Rồi, đưa bên kia kiểm tra, Trời ơi. Đàn ông mà có ISO nữa. 9001. Giấy chứng nhận phải, nếu là người chồng hoàn hảo thì phải đạt những tiêu chí sau đây. Chất lượng tiêu chuẩn ISO 59001, điều khoản 1, chọn chồng quyết chọn cho tròn, biết yêu quý vợ, con hơn thân mình. Điều thứ hai, chọn chồng nhất định biết điều, kính trên, nhường dưới, vui tươi, thuận hòa. Điều thứ ba, chọn chồng vốn tính siêng năng, biết ham học hỏi hơn bằng người ta. Điều khoản 4, thu nhập ổn định cả nhà. Và điều tiên quyết, la cà phải không. Điều khoản 5, chồng em vốn tính hoa hồng, sở thích đèo bồng, cần được tránh xa. Điều thứ 6, nếu mà đã biết vị tha thì chàng còn phải biết xa biết gần. Điều thứ 7, thuốc lá chi hại lấy thân, chồng yêu chồng tránh cho vừa lòng vui. Điều thứ 8, chàng không tính toán lăng nhăng để vợ không phải băn khoăn muộn phiền. Điều khoản thứ 9, chọn chồng học thức có nhiều để mà san sẻ những điều vợ lo. Điều thứ 10, chồng ngoan nói ít làm nhiều, đừng đi hứa hẹn bao điều rồi xong. Đó là 10 điều khoản ISO 9001. Sao? Vậy bên đó nghiên cứu đi. Em có hết 10 điều khoản này không? Chắc không rồi. Em thấy là em được 9 rồi anh. Quá, ở đâu mà 9 dữ vậy? Còn cái điều nào mà em chưa chị được? Chị Cát Tường xem giùm em chị nha. Chị có gì em xem. Là không có học nhiều thôi anh. Em học chỉ đến 12 thôi. À, không học nhiều đúng không? Dạ. Rồi, anh này có 9 điều. Còn tôi, thôi tôi không nói đâu. Một điều. Tôi chắc có một điều quá. Bây giờ được mấy trên mấy là vô vòng chung kết xếp hạng? Khoảng 6-7 là được. 6-7 là được đúng không? Dạ. Chào chị em. Nãy giờ chị chưa có nghe cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích một người truyền thống. Về ngoại hình? Về ngoại hình thì nữ tính, tóc dài.
À, nếu như được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân? Dạ được thì khoảng một năm. Mình đang sống với ai em? Dạ em sống với mẹ em. Nghĩa là mình về làm dâu đúng không em? Dạ em muốn một người phụ nữ có thể về làm dâu được. Rồi để chị hỏi bạn gái coi dạ. Ý bạn sao nha. Mình làm dâu được không cưng? Dạ được chị ạ. Về những điều mà bạn nam vừa nói thì em có thể đạt được hết á. Tốt. Hai dạ. bên nào không tự tin. Cái này một lát nữa khi nào mà kéo hàng rào ra em kiểm tra, nếu được thì em cấp cho ảnh. Dạ nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi là có thầy em, có cô và có chị họ. Thầy là thầy dạy tiếng Nhật, em đi học thêm tiếng Nhật. Rồi, xin chào chị. Em chào chương trình, chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường, hai người chị. Idol của em. Cảm ơn chị. Em chào khán giả ở đây quay, chào bạn Nam. Chị thấy bạn Nam này rất là hiền, phi ơi, đẹp trai nữa. Tóc thì không biết xăng hay không nữa. Chị thấy được không? Cặp đôi này được không? Em thấy được rồi đó. Ủng hộ không? Rất là hợp nhau. Phi ơi, nên bấm em ơi. Rồi, cảm ơn chị. Cho em thêm ý kiến của thầy đi ạ. Dạ, xin chào anh Linh, chị Tường. Dạ. Chào mọi người. Mình là tên là Ishida Tatsuaki, thầy dạy tiếng Nhật của Phi. Dạ. Hôm nay gặp bạn Nam, Phi nhờ lại coi mắt. Hôm nay mình nói thẳng ra là bạn này nó thật là không có đẹp trai. Nhưng mà quan linh cảm của mình là rất là tốt. Dạ. Rất là hiền và cũng lo được gia đình. Ok Phi. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ thì chúng ta tham khảo ý kiến của mẹ em xem sao nha. Dạ, tôi xin chào chú Quỳnh Linh và cô Cát Tường. Dạ, chào cô. Tôi là mẹ của Quang. Dạ. Bữa nay con tới đây thì tôi rất là vui. Quang thì ở nhà rất là hiền và ngoan thật thà. Dạ. Mà thấy cháu gái bên đây thì rất là chắc cũng bản tính cũng phù hợp với cháu Quang đó. Thấy cháu cũng hiền lành, dễ thương. Tôi cũng mong rằng hai cháu tìm hiểu với nhau nhanh chóng và dẫn đến kết hôn để tôi mau chóng có con dâu. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp mặt nhau nhé. Mở rào. Lần đầu gặp anh có đó không? Dạ, cảm ơn anh ạ. Thì em nghe anh nói là anh có thể đạt được 9 điều trên 10 điều này. Thì em cũng rất là vui. Anh là không hút thuốc lá. Anh không hút thuốc không nhậu. À, không hút thuốc không nhậu. Vậy thì anh chỉ có được tóc anh nó quăng. À, tóc anh nó quăng. Thì mình có quăng nhiều không anh? Nếu như anh hớt ngắn á. Không quăng ha. Thấy nó gọn gàng, còn để dài thì nó có quăng. À, dạ. Chủ yếu là tính tình của mình không lăng nhăng, không này nọ thôi. Chứ còn ví dụ như anh không nhậu thì mình ra ngoài mình sẽ giao tiếp với bạn bè như thế nào? Thường thì giống như anh đi đám cưới hoặc là tiệc tùng này nọ thì anh uống nước ngọt mà, hoặc là anh uống nước lọc. Tội nghiệp nhỏ quá, trong hội cùng quá. Dạ thì em ở đây thì trước mắt thì em sẽ gửi cho anh cái chứng nhận này. Thì coi như là em đã test và đã hoàn thiện về anh. Thì sau này mình còn thời gian thì mình có thể là sẽ có cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn. Mừng quá rồi nè. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện đi. Cảm nhận về cô gái thế nào? Anh thấy em rất là xinh. Thì hôm nay đến đây anh cũng có chuẩn bị một bài hát anh tặng em. Dạ. Nếu như được thì anh sẽ hát cho em nghe. Dạ. Vì con tim anh yêu em đến sẽ không cần phải hứa đâu em. Dù cho bao nhiêu phong ba chia tình ta cách xa, vẫn mong, vẫn chờ, vẫn hoài ước ao, vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau. Dạ. Anh nghĩ mình đã vượt qua rất nhiều hồ sơ để có thể ngồi với nhau đối diện ở trên đây. Gặp nhau cũng là có duyên. Thì anh nghĩ mình cũng nên cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu kỹ hơn. Dạ. Thì em cũng có rất là nhiều điều muốn nói, nhưng mà có thể là lên đây kia là bị khớp nên là sẽ không nói được nhiều. Nhưng mà em cũng chỉ muốn nói ngắn gọn là chúng ta đã lên đây đã là một cái duyên rồi, thì hãy tận dụng những cái cơ hội để cho cái duyên đó nó có thể phát triển được. Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là xinh, mà không biết em có biết sơ cứu làm gì anh? Sơ cứu em. Sơ cứu hả? Dạ cái đó thì em chưa làm bao giờ. Dạ chắc là không có giỏi lắm. Nghiên cứu tỏ tình hỏi sơ cứu chi vậy? Dạ không, em sắp bị
anh sắp bị chết đuối ở trong đôi mắt của em. Trời ơi. Rồi hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm nè. Để tay nút bấm đi em trai. Bây giờ chúng ta đã trò chuyện với nhau rồi, đã đến lúc chúng ta phải quyết định xem cái nút màu đỏ hay là màu xanh. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Kiểm tra lại. 2 3 Hết thời gian. Thì chưa đếm mà ông bấm rồi. Rồi. À, đây là cuốn sách mà em rất, anh thấy rất là hay tặng anh. Nắm tay nhau đi hai bạn. Như vậy là các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau nha. Chúng tôi gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim để tạo một không gian lãng mạn nhiều hơn, để các bạn hiểu nhau nhiều hơn. Đây là những chiếc vé cùng đạp Cinemoc 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và đây, một chiếc máy lọc nước Yakio trị giá là 8.690.000 đồng sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Ở Pháp và ở Việt Nam em được khoảng 2 mối tình. Từ xưa giờ em thích người Việt Nam không mà. Cái bạn đó nhậu nhiều quá. Cái anh bên kia anh có nhậu nhiều không ạ? Anh không có thích nhậu xíu nào hết. Vậy anh nhậu được không anh? Anh không muốn nhậu nên anh không có muốn biết là anh nhậu được hay không. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, ngồi đi em gái. Mời bạn Nam giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Và xin chào mọi người ở trên trường quay và đang coi trên TV và YouTube. Em tên là Phan Thị Trí Tài, em 27 tuổi. Em sống và lớn lên ở châu Âu, chính xác là ở Paris, Pháp. Được 22 năm. Và em làm nhân viên sale ở công ty Pháp. Tức là em từ bên Pháp em về đây tham gia chương trình hả? Dạ đúng rồi, em biết chương trình này từ Pháp lận. Từ Pháp lận dạ, hả? Dạ. Em sao không cứ lấy kiếm vợ bên Pháp và phải về Việt Nam để kiếm vợ? Dạ tại vì bây giờ em muốn em rất thích văn hóa Việt Nam, xong em bây giờ muốn tìm hiểu phụ nữ Việt Nam. Và em thấy phụ nữ Việt Nam cũng rất xinh đẹp. Ở đây ở Việt Nam em còn ai không? Dạ em ở đây còn mẹ em và còn em trai em. Em lớn lên em đi với ba ở Pháp rồi xong lớn lên đến bây giờ mới về lại Việt Nam. À, cũng nói tiếng Việt cũng còn rành, còn nhớ tiếng Việt quá hả? Dạ em nhớ. Rồi, chương trình bạn muốn hỏi chào đón em. Em cảm ơn. Phan Thiện Trí Tài ha. Rồi, Việt Kiều ở Pháp, giới thiệu cho anh ấy nghe về mình đi em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chị chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia và mọi người ngồi dưới khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Trúc Đào, hiện tại là 26 tuổi 6 tháng 8 ngày. Trời ơi, nhớ rõ như vậy đó hả? Dạ, tại vì ngày sinh nó hơi đặc biệt một chút nên có hơi nhớ. Tại đời sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em đang làm công việc là chuyên viên thực phẩm thuộc Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố. Khi mà em nghe ảnh là Việt Kiều Pháp thì em có cảm nhận gì không? Em cũng hơi bất ngờ. Vì em không nghĩ là chương trình sẽ chọn em một người này ở tận Pháp luôn. Mặc dù em thích sô-cô-la Pháp lắm. Đợt này em về đây được bao lâu em trai? Dạ em đợt này em về đây được 4 tháng rồi. Em ở bao lâu nữa mới đi? Em ở còn thêm mấy tuần nữa rồi xong em đi. Rồi xong sau đó em định về lại nếu em tìm người nữ của mình. Bây giờ chỉ cần một cái lý do. Thì hả em đi về luôn. Đừng có lo, người ta đi là người ta sẽ về lại. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì?
em có thể hát, tuy là không biết tùy tâm trạng mình là hát cũng nhiều lúc thì chắc không vô tâm. Còn khuyết điểm em là gì em gái? Khuyết điểm của em thì chắc là nói nhiều nên là hơi lan man một chút. Trọng tâm nó quay chỗ khác, nó không còn giờ, không còn tại điểm đó nữa. Dạ bạn gái bên kia sở thích nào mà bạn hay làm bạn vui? Em thích hát lắm anh. Vậy hát cho anh nghe bài đi. Một chút xíu gặp mặt mình hát nó cảm nhận hay hơn. Ok. Cho em xin phép bắt đầu hát một bài bằng tiếng Pháp đi. Vậy sau tí nữa em sẽ hát lại một bài bằng tiếng Việt. Ok. Cho em xin phép. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant. Une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi. Toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Merci beaucoup. Bây giờ em nói cho cô gái kia biết là những cái ưu điểm và khuyết điểm em là gì đi. Dạ ưu điểm của em á là mấy cái gì mà mới này nó làm em hơi căng thẳng lắm. Mấy cái gì mà em chưa có bây giờ làm. Cái đó là khuyết điểm. Khuyết điểm của em, xin lỗi. Khuyết điểm của em là em hơi căng thẳng và hơi thấy gục gà mấy cái đồ mới. Và cái ưu điểm của em á là em á là một người á, để cho mà vượt qua bản thân em là em luôn luôn thử thách mấy cái gì mà làm em sợ. Giống như bây giờ này em tham gia chương trình này để cho vượt qua cái sự nỗi sợ nhất của em là lên chương trình, xong tại lần đầu tiên em lên đây, xong dạ em thích thể thao, em thích thích văn hóa, thích thích nước Việt Nam, về Việt Nam cũng mong muốn được cho nước ngoài biết nhiều về nước của mình hơn. Hay quá. Dạ. Em có định hướng là sau này mình sẽ sống ở Việt Nam không? Em có dự định đó là tìm hiểu thêm về Việt Nam để cho làm cái ngành mà em muốn. Lại muốn là nghĩa là người dẫn chương trình mà chỉ là về văn hóa ở châu Âu và châu Á, về thể thao. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Ở Pháp và ở Việt Nam em được khoảng 2 mối tình. Được khoảng 2 mối tình? Dạ, khoảng 2 mối tình. Thế dài được 1 năm rưỡi. Tình yêu nó hết rồi xong không có hợp nữa. Hai hướng nó đi khác nhau với cái tánh tình nữa. Em yêu người Pháp hay là người nước nào? Dạ, em xong biết từ xưa giờ em thích người Việt Nam không mà. Còn bạn gái? Bên mình... kia? Thì em cũng được 2 mối tình. Một mối tình là ở thời đại học cũng khoảng 5-6 tháng. Một mối tình cũng gần đây khoảng hồi năm ngoái và cũng 5-6 tháng luôn. Lý do sao chia tay, quen ngắn không vậy? Của thời đại học thì là cái bạn đó gia trưởng quá. Cái mối sau là chắc là nho nhậu quá chị. Ai nhậu? Cái bạn đó nhậu nhiều quá. Em hỏi coi ảnh Binh biết nhậu dạ, không? Cái anh bên kia anh có nhậu nhiều không ạ? Anh không có thích nhậu xíu nào hết. Anh cũng... Vậy anh nhậu được không anh? Anh không muốn nhậu nên anh không có muốn biết là anh nhậu được hay không. Có nghĩa là không biết nhậu. Dạ. Được không? Dạ được, dạ. Trời, quá rồi. Tốt rồi chị. Quá tốt. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Em muốn bạn trai nó chung thủy, cởi mở một chút. Anh đó tự lập. Giống như là em có thói quen chia sẻ công việc anh đó thì đừng có gia trưởng. Anh không có gia trưởng đâu em. Dạ. Ta sống nước ngoài mà gia trưởng gì. Ủa bạn trai em mình dạ. Có biết làm công việc nhà rồi công việc ở gia đình không? Dạ em thì em ở Pháp á, em thì sống hồi nhỏ thì sống với bố 18 tuổi là em ra ngoài sống, xong phải nếu mà không có biết làm việc nhà hay là nếu không biết nấu ăn á là mình ở bên nước ngoài là mình chết thôi nên. Rồi cái đó yên tâm không? Có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Cao 1m7 trở lên. Vì em hơi lùn, em được cái là ấn tượng với những người nào mà đầu đinh lắm. Tại nhìn khuôn mặt sáng lắm, nhưng với lại thích những người mà hay cười. Bên đây hay cười nhưng mà đầu chưa đinh. Về vuốt keo sẽ đinh. Xuống muốn đầu láng mới khó, như đầu đinh thì người ta có tóc rồi chỉ cần đi đầu đinh là nó dễ thôi. Chị thấy là không có tóc mới sáng á.
sáng khuôn mặt thôi chị, còn sáng cái đó chứ không cần đâu chị. Nói giỡn thôi. Rồi bây giờ bạn trai mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, một người lý tưởng của em á là một người quan trọng gia đình, có theo dõi cái đam mê trong cuộc đời em á, cũng là một người kiểu suy nghĩ tích cực lắm, nên là em muốn có một người đó cũng tích cực. Về cái ngoại hình thì em muốn mẫu người con gái như thế nào? Chỉ cần một phụ nữ mà hơn 1m58 là được rồi, ngoài thì như vậy thôi. Như vậy là sao? Như vậy là cho nó ở Việt Nam họ nói là ba vòng đẹp thôi. Ba vòng đẹp, ba vòng là phải có điện nữa mà. Dạ, vòng một thì ba mẹ đã cho rồi, mà vòng hai thì vòng ba thì em biết là cái đó là thay đổi được. Bạn đó có vòng hai hay vòng ba mà không có vừa lòng thì đi tập thể thao với em cũng được, tại em cũng rất đam mê thể thao. Vậy là quan trọng vòng một không có thay đổi được đúng không, vòng hai vòng kia thay đổi được ha. Dạ, vòng một. Dạ, trời ơi, giờ vòng nào cũng thay đổi được hết á. Con gái có cái lúm đồng tiền rất là dễ thương nha. Vậy hả? Khuôn mặt ở tròn không? Nãy giờ em cảm nhận anh trai Vinh này như thế nào? Dạ, anh đó cũng cởi mở, cũng vui vẻ. Em thấy những tiêu chí của ảnh thì em cũng được khoảng 80-90 gì đó. Vời quá rồi. Nhưng mà em hiền hay không thì em không biết nữa. Tại vì tùy tâm trạng lắm anh. Hát cũng tùy tâm trạng, mà hiền hay không cũng tùy tâm trạng nữa hả? Dạ. Giống như là lúc có tiền thì vui, không có tiền thì buồn đúng không? Ủa, cái này là sao anh biết cho hay à? Cái tâm lý nhiều người thường vậy mà. Cũng vậy mà. Dạ. Em buồn quăng tiền vô cái vui liền à. Tiền em tự kiếm em vui lắm chị. Còn tiền mà người ta tự quăng vô em á, chưa chắc là em lấy đâu. Trời ơi, ta quăng chị thì lấy quăng hết. Quăng tiền như thế nào trong cuộc sống? Tự bản thân mình kiếm ra thì em rất là vui và trân trọng nó. Còn tiền mà giống như từ trên trời rơi xuống á, em sợ lắm. Cái đó bắt bỏ tù luôn á. Em có xếp rồi em ủi nó này kia không? Dạ không, tiền bây giờ ủi là chắc nó quéo luôn anh. Em có sở thích là đếm tiền. Em đếm và em xếp thôi. Dạ. Em từ nhỏ là em có sở thích là thích tiền rồi. Giống như là hồi nhỏ mà mẹ em nói là lúc em mà thôi nôi á, là có một cái mâm đồ gì đó để em bóc á, thì em bóc cái bút với là tiền và cầm tiền không trả, không thả ra luôn, ngủ luôn mình vẫn cầm. Rồi giờ tiền em cất ở đâu? Cất nhiều chỗ lắm chị. Người ta thường nói là thỏ khôn mà có ba hang á. Còn em thì là em không tính là em khôn lắm, nhưng mà điều em cất tiền nhiều chỗ. Có nhớ hết không? Có nào cất xong rồi quên luôn chỗ đó không? Chắc không đâu. Chắc ngày nào cũng đếm tiền em hả? Chắc không đến đâu mỗi ngày đâu anh, chừng 2 ngày một lần. Trời. Này giống Minh Nhí à. Minh Nhí ủi tiền láng hoa nữa không? Xếp lên rồi chụp hình rồi giữ cất này. Ô, em không chụp hình đâu, chụp hình để người ta thấy mình nhiều tiền kỳ lắm anh. Cô bên đây hơi thích tiền. Nhưng mà tình, giữa tình với tiền em chọn nào? Để coi tình đó tình sâu hay tình cạn đó anh. Yêu nhau thì lúc đó rồi tình tiền chắc đi chung. Mà nói chứ cô không bao giờ quên tiền đâu anh ơi. Anh đừng có Hello em. Xin chào chị. Rồi, dễ thương quá ha. Dạ, cảm ơn. Style màu đen dữ. Dạ, cảm ơn. À, nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, tùy về hai bên. Tại vì em không có muốn làm lựa chọn quá nhanh. Mình mà lấy là sẽ lấy rất lâu dài. Lấy để tại em không có muốn làm giống như mấy nước ngoài mà kiểu là lấy rồi xong sau đó 2-3 năm sau chia tay. Cái điều gì mà em không thích ở cái người bạn gái? Chắc là em nghĩ là một người mà cái gì cũng kể, cái gì cũng muốn nói này nọ. Nhiều chuyện đúng rồi, quá nhiều chuyện. Đừng có quá ham chơi. Dạ. Ham rồi. Tiền được không? Thì cái đó thì hai người ở cùng nhau ham tiền để phát triển cùng với nhau thì cũng được. Rồi xong sau đó lấy tiền đó đi từ thiện. Em thấy cái chị đó ham tiền này nọ thì em sẽ làm sao cho thế nào mà lấy cái tiền đó để giúp đỡ và từ thiện. Em lấy tiền em giúp đỡ đi, tiền cô cất kỹ lắm. Nếu làm vợ chồng này nọ thì mấy người Việt Nam thì hay gom tiền cùng với nhau á. Cùng tốt với nhau quá. Dạ. Bây giờ nếu như lấy nhau á thì là em sẽ để vợ em ở đây hay là đem qua bên kia? Tại em muốn lập nghiệp ở đây, muốn khởi nghiệp ở đây. Rồi, nên, vậy dạ. Là tốt rồi. Cái cũng rất là đáng quý, bởi vì những người đi nước ngoài ta hay muốn lập nghiệp ở nước ngoài. Dạ. Còn bạn đi 20 mấy năm rồi, dạ, bạn lại muốn lập nghiệp Việt Nam. Điều này thật là đáng quý. Dạ, cảm ơn bạn về tình cảm đối với Việt Nam. Rồi, hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với ba và mẹ em ạ. À, có ba mẹ nữa hả? Cho chị gặp ba mẹ em ạ. Dạ, chào chú ạ, chào cô ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào hai đứa và quý vị khán giả trong khán phòng hôm nay. Tôi là ba của Trúc Đào. Và ngồi kế bên tôi là mẹ của Trúc Đào. Thì mới lần đầu tiên gặp nhau thì thấy hai bên, hai cháu nó cũng cởi mở, cũng vui vẻ.
tiến tới nữa hay sao là do hai đứa hoặc Quyền Linh với Cát Tường tính, chứ giờ mới gặp lần đầu tiên. Đôi lúc cái ngôn ngữ và cái tiếng với nhau cũng chưa có hiểu quá, thành ra có nhiều cái nó hơi bị chênh. Phật làm cha làm mẹ thì cũng không có yêu cầu gì hơn, miễn sao cho hai cháu nó được trăm năm hạnh phúc là đủ rồi. Không biết là mẹ có ý kiến gì thêm không mẹ? Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Trúc Đào. Bé trai bên đây thì thấy cũng được, thì con coi nếu mà hợp ý con thì con bấm nút chọn đi, vậy tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn gia đình. Tài đi với ai Tài? Dạ, em đi với mẹ yêu thương của em. À, có mẹ đó hả? Dạ. Xin chào Cát Tường. Dạ, chào cô. Xin chào Quyền Linh. Dạ, chào cô. Dạ, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Chí Tài. Chí Tài tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng mà rất là tình cảm, người hiền lành. Tôi thấy cháu gái ở đây thì cũng rất là dễ thương. Chào con. Đến được chương trình thì cũng là duyên của hai đứa. Hai đứa hãy cho nhau một cơ hội, phải tìm đến một cái cảm xúc thật sự của mình để mình tiến xa hơn. Tôi xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. À, bây giờ chúng ta đến như giờ phút gặp mặt nhau nha. Dạ. Gặp cô gái ấy sẽ hát cho bạn nghe nha. Okay. Xong bạn hát cho cô gái nghe để cảm nhận về nhau nha. Kéo rào. Đấy. Bắt đầu. Dạ. Tặng hoa đi. Cho em nè. Dạ, cảm ơn anh. Ok. Hoa gì vậy em? Hồi nãy mẹ nói mình là hoa... Dạ. Sống đời. Dạ. Rồi, em cũng có món quà em tặng anh. Đẹp à. Quá. Hai người tặng chắc quà có ý nghĩa quá ha. Dạ. Rồi được rồi đó, hai bạn nói chuyện đi. Anh mời em hát trước đó hay không? Hồi nãy dạ, có người hồi nãy hướng. Em cũng có nói là em có thích hát á. Bây giờ thì em định hát cho mọi người nghe luôn. Chủ yếu hát cho đi. Bạn Tài nghe đó. Dạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, ngài chỉ đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghé ngày đêm không ngớt, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Hay quá. Hay lắm. Nè, chị giới thiệu với bạn trai luôn. Dạ. Là cái đồng hồ đó đó. Dạ. Là bạn gái tự thêu nha. Thì hả? Dạ. Trường vay quá vậy? Dạ, chắc nó, nó nghĩ gì vậy? Em đọc giùm anh đi. Đó, em đọc đi. Nó nghĩ gì vậy? Dạ, thì... Tại em không biết đâu. Cái này là ngôn ngữ thế giới ai cũng biết hết anh. Vậy hả? Dạ, nhìn thấy trái okay. tim là biết rồi. À, dạ. Ok. Cài hàng người ta nữa ha. Vậy cho rồi, phải cho anh hát lại nha. Cho anh hát. Dạ. Cái này tại vì lời Việt Nam nên là lâu lâu quên. Anh mãi yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay, hai ta sẽ quen nhau rồi. Mình luôn... mình cùng chung lời nhé em người ơi, anh sẽ bên em hôm em nhung khi em buồn, anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon, nhưng lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Dễ thương quá. Anh thấy em rất dễ thương, có giọng hát Cà Mau rất tuyệt vời. Anh hiện bữa giờ anh về Việt Nam á, anh cũng hay đi về miền Tây, xong anh thấy mấy phụ nữ miền Tây cũng rất dễ thương. Và anh thấy chắc là lý do tại vì họ ăn trái cây nhiều, hay là họ họ ở đó xong ở gần gần cái môi trường mà làm cho họ ăn mấy đồ bổ. Tại anh rất thích ăn mà mấy đồ kiểu trái cây lắm. Về Việt Nam từ bữa giờ á, anh ăn trái cây rất nhiều. Dạ, anh nên... ăn nhiều nhất là món gì vậy? Ăn bơ, ăn uống nước dừa, ăn long mấy nhiều trái cây lắm, quên tên rồi. Ăn trái cây nhiều đẹp lắm hả? Anh ăn hoài thấy có đẹp đâu. Em đam mê đồ ăn Việt Nam lắm. Biết ăn mắm không? Từ 69 đến 77kg luôn. Chí Tài biết ăn mắm ruốc không? Dạ, ăn mắm thì nó mặn mặn thì cũng ăn được mà không phải là thích lắm. Món đó em thích lắm. Thôi, nên là lâu lâu em sẽ ăn. Anh đâu có nói, anh đâu có nói là anh đâu có thích đâu, anh thì... ăn gì cũng được hết. Dạ. Thì bây giờ, ăn gì cũng được hết mà. Cái chuyện ăn được rồi, bây giờ dạ, cái yêu xa sao nè? Công nghệ thông tin đó hiện đại rồi, xong bây giờ có nhiều cách để liên lạc với nhau, để quen nhau, không phải giống như hồi xưa, giống như bố mẹ của mình là phải là một tháng hay là ba tháng gửi thư này nọ ra bưu điện. Em thì chắc có nhiều lúc em cũng thẳng tính lắm, giống như là tát
vô mặt người ta vậy đó. Nên nói trước để anh chuẩn bị tâm lý. Anh cũng thẳng tính lắm, anh thẳng tính và rất kiểu thật thà lắm, nên nghĩ gì nói đấy. Mà em có sẵn sàng đi du lịch đâu, tại bây giờ còn có mấy ngày nữa. Nên em nếu em muốn đi du lịch đâu quá thì anh có thể lấy xe máy anh chở em đi. Trời ơi, đi xe máy được luôn hả? Dạ bằng em lái chưa? Em dạ có luôn, tại em học hỏi cái gì cũng rất nhanh lắm. Mà em dạ. Bây giờ có tập thể thao gì không? Em thì là cũng thích tập thể thao lắm, nhưng mà lâu lâu thôi. Tại vì tập thể thao là đâu phải tập 1 hay là 2 tiếng đâu. Đúng tập rồi. tập nửa tiếng hay là kiểu tập thể thao là nghĩa là đi bộ cùng ví dụ người yêu hay là gia đình. Thôi giờ mình vô cái chuyện tương lai đi. Dạ. Tập thể dục thể thao hoài cho nó sáng luôn á. Trong tình yêu em thấy gì quan trọng nhất? Sự chung thủy là quan trọng nhất. Dạ. và sự tôn trọng lẫn nhau. Quan điểm của anh là phải là một người thích chia sẻ. Anh thì cũng có được dự định định cư ở Việt Nam. Dự định của anh đó là về Việt Nam để làm MC về văn hóa, về thể thao. Ta chỉ còn có khoảng 30 giây nữa thôi. Dạ. Em hãy nhìn thẳng vào mắt cô gái và nói lên những cái gì mình đang suy nghĩ của ấy, mong muốn điều gì về tình yêu. Cho mình đứng dậy được không? Đứng dậy được. Được, được. Dạ. Tự nhiên cùng với nhau, xin chào. Dạ. Cái này là như mọi người anh chàng hay nói là mình đến đây là một cái duyên, nên là một cái cơ hội để tìm hiểu với nhau. Nên mình hy vọng là sẽ quen được nhau. Ok. Còn điều nữa em nãy giờ em quên nói, anh dạ. Hút thuốc không ạ? Dạ anh không có hút thuốc, không có bia uống bia. Trời ơi, vậy dạ. Tốt quá. Dạ. Ok. Dạ. Mai ngồi. Rồi. Ok. Thôi để tay được bấm đi. Nhẹ nhàng lịch sự quá ha. Đặt tay vào bấm đi. Bạn đồng ý thì bạn xin bấm vào cái nút bấm này nha. Có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ chắc là cũng rất thường xuyên. Cái ở này bên đó nhiều người xem không? Dạ chắc em cũng hy vọng là nhiều người xem, tại chương trình em thấy này cũng rất hay. À rồi. Dạ. Sau 3 tiếng đếm thì mình sẽ quyết định nha. Và mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Rất là dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Bây giờ xin phép ba mẹ của bạn gái cho hung bạn gái một cái làm kỷ niệm trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, dạ thì xin phép ba mẹ hôn trên má của đứa con dễ thương của cô nha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton gửi tặng hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantis gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Ok. Ok. Nếu như nói đến Pháp thì ta nói đến những mối tình rất lãng mạn như bộ phim kinh điển về tình yêu, nói đến những cái gọi là thương hiệu thời trang nổi tiếng, thật sự là lãng mạn. Hôm nay em nói một cái câu tiếng Pháp nào đó thật là lãng mạn dành cho bạn gái nào. Ok, em sẵn sàng. Je suis très content d'être ici et puis je trouve cette fille très ravissante et je remercie Anh Linh và chị Tường d'être présente ici et puis de m'avoir présenté une jolie fille. Oh. Merci. Merci beaucoup. Và đây là cái chậu hoa sống đời, em cầm giùm bạn gái dạ, nha. Bỏ đây nè. Rồi, sống đời, hy vọng tình yêu của hai bạn sẽ sống đời. Cảm ơn. Rồi. Rồi, sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Ok. Rồi. Okay. Những bạn gái chúng ta nào, đi tìm hiểu nhau tranh thủ khoảng thời gian còn lại ở Việt Nam nha. Cái này đẹp lắm nè. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi quý vị. Và hy vọng là một cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ nhận được tin vui từ hai bạn này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay nha. Xin mời. Ưu điểm của em đó là em nấu ăn ngon ạ, chăm chỉ và rộng có nguyên tắc ạ. Điểm mạnh của em đó là nấu ăn giỏi và thích làm việc nhà. Và em rất là hay hát, dù hát không hay nhưng mà tất cả mọi đám cưới hay là có cái tiệc tùng gì thì em hát. Có những người giật micro nhưng em vẫn hát. Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Em chào chị. Rồi, ngồi đi em.
Bạn gái tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em chào anh bên cạnh ạ. Rồi, chào em. Em tên là gì? Dạ, em tên là Cá Thị Thơ ạ. Năm nay em 28 tuổi, hiện em đang làm điều dưỡng tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, em quê ở Nghệ An ạ. Nghệ An. Nghe giọng dạ. Nghệ An. Dạ, đúng rồi ạ. Mời chàng trai giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi tới anh Quyền Linh cùng chị Cát Tường cùng quý vị khán giả là và bạn gái bên cạnh. Em tên là Phan Bá Tiến, em đến từ Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An. Hiện đang hướng chị. Hiện đang làm cơ khí chế tàu máy ở phường Thạc Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Năm nay em 32 tuổi. Rồi, vậy thì hai người ở Nghệ An rồi, khỏe rồi. Dạ. Bạn gái bắt đầu câu chuyện đi. Chúng ta có những khuyết điểm, ưu điểm nào? Ưu điểm của em đó là em nấu ăn ngon ạ, chăm chỉ và sống có nguyên tắc ạ. Còn khuyết điểm của em thì em ít nói và mắc bệnh sạch sẽ quá chị. Mấy cái người sạch sẽ này thường xuyên là tắm lâu lắm à, có không? Dạ có. Trời ơi, tắm bao lâu? Dạ cũng khoảng một tiếng nè. Thôi thấy chưa? Thì nhiều khi tắm mà em nghỉ cái này nghỉ cái kia thành ra nhiều khi vô đó ngủ chứ tắm gì. Bạn Nam tắm bao lâu? Dạ em cũng tắm cơ 30 phút đó chị. Trời đất ơi. Rồi thôi được rồi. Vậy điểm mạnh điểm yếu của em gì em nói luôn đi em. Dạ điểm mạnh của em đó là nấu ăn giỏi và thích làm việc nhà, chơi thể thao giỏi tất cả các môn ạ. Em cũng là một vận động viên chạy của huyện nha. Và em rất là hay hát, dù hát không ai nhưng mà tất cả mọi đám cưới thì, hay là có cái tiệc tùng gì thì em hát, có những người giật micro nhưng em vẫn hát. Rồi bây giờ em giới thiệu em tự hát bài. Em hát bài quê em. Rồi đúng rồi, rồi. Làm, về sự nghề cùng anh. Rồi. Quý vị cho một tràng vào tay ạ. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đượm tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn nhớ về quê. Nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biển non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ. Về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mân du xứ Nghệ nọ hám kẻ giàu sang. Dù một nắng hai sương nhưng âm bao tình nghĩa, gừng cây mũi mặn tiếng nói nọ giống ai. Rồi Dương hay rồi, nhiều đó là hay rồi. Nói chung là Nghệ An đầy nắng gió cũng có rất nhiều cái khó khăn ha. Bây giờ thì hôm nay chúng ta cũng vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến với nhau. Bây giờ mình trải lòng mình ngày hôm nay nha. Dạ. Thôi bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào ạ. Hả? Lý do tại sao? Chắc là do người hình em không được xinh. Rồi môi trường làm việc của em thì hầu như là nữ ạ. Vì em ít nói nữa nên là họ rất là khó gần. Nói chung là chưa có nụ hôn đầu đời. Dạ chưa, chưa cần tài luôn chị. Trời ơi. Thấy chưa, còn em có mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình, một mối tình hồi lớp 6. Rồi, trời ơi. Và một mối tình thì em cũng đi làm được một năm. Kéo dài là 3 năm 8 tháng 17 ngày. Trời ơi. Và cô ấy, khi em quen thì cô ấy rất là khỏe mạnh. Nhưng mà sau khi cô ấy đã bị một căn bệnh ung thư và đã qua đời vào năm 2014. Thôi chia buồn với em nha. Dạ vâng. Nhắc lại nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại những cái trang tình sự mới nha. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn nam ngoài hình thì dễ nhìn ạ. Cao hơn em chút xíu là được ạ. Em hơi cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m62 ạ. Trời ơi, bạn trai cao nhiêu? Dạ em chỉ cao 1m68 thôi à. Dạ. Được không em? Được rồi. Dạ được chị. Về tính cách thì em muốn anh nó chín chắn một chút xíu ạ. Có chỉ câu tiến. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Tính toán quá chí lý á chị. Và kéo kiệt ạ. Em có kéo kiệt không? Không, em là một người rất là lãng mạn, rất thoải mái, sống điềm đạm. Như vậy là tốt rồi.
Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Điều em quan tâm nhất đó là cùng quê, nhưng mà điều em quan trọng nhất đó là biết kính trên nhường dưới và chăm chỉ làm việc, có hiểu. Vậy là hôm nay em cũng hợp lý rồi đó. Nhưng mà bây giờ chị hỏi nè, cái đó là mình cùng quê, nhưng mà giờ em định là mình lập nghiệp ở đây hay là mình lập nghiệp ở đâu? Dạ, ở Bình Phước thì em có một miếng đất nhỏ. Lập nghiệp ở Bình Phước thì em phải bán ở quê. Có nghĩa là ở Bình Phước em cũng có miếng đất rồi, miếng mà ở quê thì cũng có nhà luôn rồi. Có nhà và có một miếng đất riêng. Nhưng mà bản thân em là em muốn ở Bình Phước hay là muốn về quê? Thì là tốt nhất là em ở nơi nào đó mà gần nội và gần ngoại để em bảo hiểu và được chăm sóc bố mẹ cả hai bên. Rồi, để chị hỏi cái này một cái. Em có thích làm dâu không? Dạ, em làm dâu được chị. Em muốn lập nghiệp ở trong Nam hay là em muốn về ngoài miền Trung? Dạ, em nghĩ là lập nghiệp ở đâu không quan trọng. Quan trọng ở đâu mà công việc của hai đứa đều ổn định, phát triển thì rồi, đều được ạ. Tốt, một cái chặng đầu đã qua. Nhưng bây giờ là em đang ở Bình Phước nhưng mà cổ ở Đồng Nai. Vâng. Rồi hẹn hò em có thấy có trở ngại gì không? Dạ không ạ. Em sẽ đi Đồng Nai và ít nhất thêm một tuần em sẽ lên bàn gái vào ba buổi. Rồi, nếu được thì bao giờ em tính là tiến tới hôn nhân? Tết này là thời điểm thích hợp. Tết này là thích hợp. Vâng. Tết này có nhanh quá không em? Được không? Dạ, em thì thời gian cũng không quan trọng đâu chị. Quan trọng là cả hai đứa hiểu nhau hay chưa thôi ạ. Ok, thôi vậy chị đã được thấy được rồi đó, hợp rồi đó. Dạ. Rồi, hợp tất cả mọi thứ rồi. Dạ. Vấn đề chỗ là cố gắng tìm hiểu nhau càng sớm càng tốt để mình đi về Nghệ An mỗi năm nó có đôi thôi mà. Tết anh thường về quê với ai? Dạ, em thường về một mình thôi anh. Bạn trai thường về quê với ai? Với chú hoặc là một mình, cũng là một năm em về 3 lần. Thôi lần sau đừng đi với chú nữa. Dạ. Đây có mối rồi ha. Dạ. Ví dụ như giờ em lên Bình Phước ở được không? Nếu mà ở đó công việc của em tốt thì có thể được. Em làm điều dưỡng đúng không? Dạ, đúng ạ. Điều dưỡng có thể xin Bình Phước được. Bệnh viện Bình Phước to lắm. Dạ. Ha. Dạ. Rồi, như vậy là ổn rồi. Anh thấy hai cặp đôi này hợp lý đó nha. Xứng đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong mình cho gặp mặt luôn. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân á. Rồi cho chị gặp bạn của em nha. Em là bạn thân của Thơ, học chung từ hồi cấp 3. Em thấy là hai người nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau và tiến tới hôn nhân mà sớm hơn thì có thể thì là tốt nhất. Rồi cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với hai người em họ. Em họ, vâng. Rồi cho gặp đại diện bên đàn trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Con bổ sung thêm một chút là anh của con á là rất chăm chỉ, đi làm về không rượu chè hay là hút thuốc, không tụ tập gì hết, chỉ về nhà phụ giúp gia đình thôi. Em mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tiến tới. Nhưng mà con thấy chị gái bên kia được không? Dạ, rất xinh ạ. Hợp với anh trai con không? Dạ, hợp. Hợp ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Dạ, em chào anh. Thôi, ạ. Chào em. Dạ. Anh có bó hoa buổi lần đầu gặp mặt để tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Và anh có món quà này sô-cô-la. Dạ. Và đây là có một cái món quà mà anh muốn tặng về dưới chân một người con gái. Chu đáo quá à. Hoa rồi kẹo rồi còng chân nữa. Em cảm ơn ạ. Rồi. Em cũng có một món quà tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Là cái gì vậy em? Anh có thể thử băng chiếc thắt lưng của em được không ạ? Ừ, mở ra đi em. Anh có thể tháo thắt lưng của mình ra. Không và... cần tháo đâu, đeo đi. Đeo đi. Tháo nó tuột, vô chừng mệt lắm. Đeo luôn đi, đeo luôn đi. Đeo luôn đi. Cởi ra, cởi vô, nó tuột, mất công nữa. Rồi, ngồi ghế đi hai bạn. Rồi chúng ta sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau. Anh thấy em như thế nào ạ? Em rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Anh rất thích cái phong cách của em. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Cả hai đứa thì phải quan tâm, chia sẻ và tôn trọng cái quyền riêng tư của nhau ạ. Rồi, dạ. Anh cũng vậy. Em có thích một người đàn ông lãng mạn không? Em rất là thích. À, anh cũng rất là lãng mạn. Hẹn hò thì anh sẽ là người chủ động. Một tuần anh sẽ xuống em khoảng 3 lần. Được. Anh sẽ xuống qua 5 giờ rưỡi. Dạ. Và anh có một câu nói như thế này. Là nếu em muốn chọn một người đàn ông dựa vào và những có một bờ vai vững chắc, những khi mệt mỏi và có những cuộc sống hạnh phúc thì người đó là anh. Còn nếu em chọn một cái người đàn ông có sự giàu sang và anh không biết là sau này anh có làm được không, nhưng mà trước mắt thì cuộc sống của anh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Anh cũng nói với em vậy để em có sự lựa chọn riêng mình.
Nếu anh cho em lựa chọn vậy thì em sẽ chọn anh ạ. Một con người mà cho em bờ vai vững chắc. Bây giờ có một câu hỏi đặt ra. Nếu như có một sự việc nào nó bùng nổ trong cái việc cãi vã mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thì ai sẽ là người xuống nước trước, ai sẽ là người xin lỗi? Trong những cái lần cãi vã thì anh sẽ là người xuống nước và anh sẽ im lặng. Khi nào mà anh sẽ cảm thấy thích hợp thì anh sẽ nói chuyện với em và tạo cho em cái niềm vui và cái sự tự tin để em quên đi cái nỗi giận. Có thể là anh sẽ đem em đi ăn những cái món ăn ngon nhất mà đó là sở thích của em. Và có thể là đem đưa em đi quán cà phê và dành riêng cho một phòng nào đó để em tận hưởng những cái không khí âm nhạc cùng anh. Em mới hỏi em có về Bình Phước với anh không? Dạ được. Hey. Tốt rồi. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Nút bấm nè em. Đó, cùng quê, cùng nhiều quan điểm và cảm giác rằng cũng hợp với nhau. Rất là nhiều người đang chứng kiến chúng ta trong cái giây phút này. Một cái bấm nút là trao đi cái duyên của mình. Bạn gái chưa hề có một mối tình nào. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, chúc mừng chàng trai Thanh Trương nhá. Nào, nắm tay nhau nào. Diễn Châu và Thanh Trương. Ủa sao mang đôi giày kỳ vậy? Chú là người chuẩn bị cho em. Em đã chuẩn bị rất là giày. Giày này là bộ đồ của ngoài kia. Còn cái giày tây nhưng mà cuối cùng là lại nhầm. Lại không mang đôi giày đó và mang đôi giày này. Rối quá đi nhầm đúng không? Thôi chúc mừng các bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Chí Thắng thuộc về các bạn. Em gái cảm nhận cái nắm tay đầu đời như thế nào? Rung chị. Rung. Và bây giờ thì hãy có một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm cái giây phút rất đẹp này của hai bạn. Xin phép bạn. Xin phép em nhé. Hùng là nghe cái chốc liền ha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi dành cho hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton gửi tặng hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Mercedes cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Đây, hoa, kẹo, cầm giùm bạn gái với. Đây, kẹo để lên đây nha. Cố gắng nha, tìm hiểu nhau thật kỹ và sớm báo tin vui cho chúng tôi. Em cảm ơn ạ. Em cảm ơn chương trình.